này là cái gì? À, thẻ. Trong thực tế thẻ nó ở đâu hả? À, dùng hoài luôn không? Mấy lá? Có 13 thôi hả? À? 52. Năm hai lá. Bình thường các bạn thấy năm hai lá, nhưng mà nếu mà các bạn cầm nguyên bộ bài lên, nó có mấy lá? Mình nhìn vô mình thấy có một lá. Thì nguyên bộ bài bạn nhìn từ trước ra sau, bạn có xòe ra đâu mà thấy. Được chưa? Như vậy thì tại vì sao thầy lấy cái hình ảnh đấy? Tại vì cái cast layout này của chúng ta nó sẽ sắp các đối tượng chồng lên nhau. Sắp các đối tượng chồng lên nhau. Và trong phần demo này của các bạn thì người ta làm hơi dài. Thứ nhất là người ta sẽ tạo ra đây một cái panel. Đây, người ta tạo một cái panel 1. Ở bên này người ta tạo một cái panel 2. Và cái panel 1 người ta add vô cái cast layout. Panel 2 cũng add vô cast layout. Thì khi click chuột vào một cái đối tượng thì nó sẽ gọi cái layout, cái cast layout bên kia. Như vậy chỗ này thầy sẽ làm đơn giản hơn tí nha. Chỗ này thầy sẽ demo đơn giản hơn tí cho nó nhanh. CV demo cách layout. Rồi, chỗ này hơi đặc biệt tí nè, nhìn chỗ này hơi đặc biệt hơn cái lúc nãy. Lúc nãy thầy nêu cái layout này nè, là thầy nêu luôn ngay ở trong phần khởi tạo. Còn bây giờ cast layout thôi là mình phải can thiệp đến cái cast layout để mình gọi được các phương thức là next, reverse, first, last. Mình phải gọi được mấy phương thức này. Được chưa? Mình gọi được mấy phương thức này. Cho nên mình phải tạo ra một cái biến để chứa cái layout để tí nữa mình mới gọi được. Chứ nếu như mà bạn không tạo thì bạn sẽ không gọi được. Thầy sẽ ví dụ đơn giản trước. Thứ nhất là ở chỗ này chúng ta cũng vẫn giữ nguyên đây ha. Nhưng chỗ này thầy sẽ thêm một cái nữa là cast layout. Cast layout bằng new cast layout. Tương tự chỗ này cũng cho phép chúng ta hai cái hàm khởi tạo. Và xuống dưới này thầy sẽ set layout cho nó là cast layout. Tương tự ha. Chỗ này thầy sẽ đổi lại cái title. Các cái nút. Bây giờ đối với bài này, nút giữ nguyên. Nút giữ nguyên. Rồi. Nhìn nha. Bây giờ mình sẽ chạy cái bài bài demo cast layout. Chấm phẩy. Sao ta? Đè lên nhau. Chín nút. Nhưng mà đây thấy có một nút thôi. Vậy làm sao để cho nó nhảy đến nút thứ hai, nút thứ ba, nút thứ tư? Chỗ này bình thường đối với lại các demo kia chúng ta không có viết thêm gì cả, chúng ta chỉ hiển thị là thấy. Còn ở đây thì các bạn sẽ thêm cho thầy, khi nhấn vào nút 1 thì nó sẽ nhảy đến cái nút tiếp theo.
Khi nhấn vào nút 2 thì nó nhảy đến nút tiếp theo. Được không? Chỗ này phát sinh vấn đề. Lưu ý chỗ này phát sinh vấn đề. Chú ý nha. Làm sao để mình thêm được cái sự kiện cho một nút? Chỗ này mình làm gì? Làm sao mình bắt được cái sự kiện đó? Hello, làm sao bắt được? Làm sao mình nhấn vô nút số 1 nó xử lý cho mình? À, add sự kiện. Chỗ này là BTNS thứ y. Chấm gì ta? Add gì? Action listener, đúng rồi, giỏi quá. Sao nó lỗi ta? Kỳ vậy? Bạn nào xử lý chỗ này giúp thầy coi. Đơn giản quá. Nó bảo là gì? L nè, không thấy. Vô đây. Nó bảo là tạo một cái biến. Tạo một cái biến ha. Vẫn còn lỗi. Kỳ vậy. Tạo rồi mà vẫn lỗi. Hả? À, chỗ này chúng ta sẽ phải làm gì? Đây, chỗ này chưa đủ ha. Chỗ này chưa đủ. Tạo giá trị là null thì nó gọi nó không biết xử lý gì hết trơn á. Mình phải làm gì nữa đây? Bằng new action listener. Enter. Đây. Nó tự tạo cho chúng ta cái gì? Action performed. Đây là cái phương thức xử lý hành động nè. Nó tự tạo nha. Bằng cách nào? Delete. Làm lại. Chỗ này đang bị lỗi nè. Thấy không? Chỗ này đang bị lỗi nè. Click chuột vô đây. Nó bảo là tạo. Tạo cái biến này. Thấy không? Nó bảo là cái biến này không có. Tạo cái biến này. Tạo xong, nó tạo đây nè. Nhưng mà tạo xong rồi, nó bảo là cái biến này là chưa được khởi tạo. Bấm vô khởi tạo, hết lỗi. Nhưng mà nếu mà khởi tạo bằng nên, không có gì để làm hết. Có cũng như không. Vậy mình thêm cái gì ở đây? New action listener. Đây cái này nè. Được không? Tap cái. Tap cái. Nó gợi ý cho mình một cái phương thức. Enter một cái. Nó tự sinh ra cái đoạn code này. Được không? Tự sinh ra cái đoạn code này. Cái dòng này mình không xài. Xóa đi. Viết cái dòng của mình vô đây. Viết cái gì? Rồi, ok. Đây. Chỗ này hồi nãy nó ghi là nên. Được không? Rồi, viết lớn lên. Chỗ này nó ghi là nên. Bỏ cái nên này đi. Bằng new action listener vô đây. Được không? Action listener. Sau khi mình có action listener thì mình chỉ cần nhấn tab là tự nó điền những cái còn lại. Được không? Tab cái nữa. Nó xuất hiện cho mình là bây giờ tạo ra một cái phương thức. Tab cái nữa. À, hay. Được chưa? Rồi, như vậy thì các bạn thấy là sau khi mình tab xong thì cái dòng lệnh này bỏ đi. Muốn xóa cái dòng này sao ta? Ctrl X. Biến mất. Ủa thì cắt cái biến làm sao thầy xóa được thôi chứ.
Ủa miễn làm sao thầy cắt được thôi mà thầy bỏ được thôi chứ, thầy quan tâm gì đến cái chuyện mà phía sau, đúng không? À, ship delete ra cũng được. Ôi cha, nó cả hàng vài trăm ký tự mà em xóa vậy nó nhanh nữa hả? Rồi ok bỏ qua. Rồi chỗ này mình sẽ gọi nè, cast layout no. Các bạn biết tại sao mà chỗ này nó không nhìn được cái cast layout của mình không ta? À, cái cast layout của mình khai báo ở đây là biến cục bộ cho nên nó không thấy. Chuyển cái bạn này lên trên giúp thầy. Nếu mà chuyển lên trên rồi thì bên trong bỏ cái này đi. Rồi, lấy cái cast layout này đưa vô đây. Chấm. Next. Và nó hỏi next cái gì? Next cái container này nè. Cái mà chứa các đối tượng này nè. Đó. Rồi. Chạy nha. Cái này là cast layout. Ok. Một. Bấm vô. 2 3 4 5 6 7 8 Được chưa? Hả? Được cách layout chưa? Lợi hại của code nè. 52 lá. Đó là lợi hại của code ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cho đến 52 nó mới quay lại. Được không? Đó là lời hại của code. Rồi về nghiên cứu thêm cho thầy tạo ra bài demo này. Bài demo này bạn sẽ tạo cho thầy một cái panel, đặt cho nó là panel 1 hay gì đó tùy các bạn. Cái này panel 2. Được chưa? Sau đó bạn add vào. Để các bạn làm hay là thầy làm? Thầy nghĩ để các bạn làm nó sẽ hay hơn. Hả? Cái gì thầy cũng làm hết nó mất sướng à. Đúng không? Cái gì thầy cũng làm hết trơn thôi chứ có gì đâu để nói. Làm đi, nếu không được thầy chỉ sau.